9 nhóm sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ được hoạt động. Một doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung và các cơ sở sản xuất trên địa bàn các quận, huyện, thành phố Đức. Hai doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp, dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y, đối tượng hành nghề thú y. 3. Công trình giao thông, xây dựng. 4. Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm cung cấp lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu, sửa chữa, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, bưu chính, viễn thông, dịch vụ mua bán, sửa chữa, bảo trì các loại xe, máy móc, thiết bị dân dụng, công nghiệp, các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, dịch vụ quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư, dịch vụ công ích, dịch vụ bảo vệ, trạm thu phí sử dụng đường bộ, dịch vụ tư vấn xây dựng, dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ quan trắc và xử lý môi trường, dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ rửa xe, các dịch vụ tiện ích như cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản, in, lịch, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến, cửa hàng sách, thiết bị văn phòng, đường sách, thư viện, phòng tranh, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, đồ dùng, dụng cụ học tập, công nghệ thông tin, thiết bị tin học, cửa hàng điện máy, cửa hàng mắt kính, cửa hàng thời trang, may mặc, cửa hàng vàng bạc đá quý và đồ trang sức, kho dự trữ, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa. 5. Trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, chợ đầu mối, chợ truyền thống. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi, đối với nhà hàng trong các cơ sở lưu trú, cơ sở nghỉ dưỡng. Tham quan du lịch chỉ được phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú, tham quan, không tổ chức buffet. 6. Cơ sở cắt tóc, gội đầu, thể dục, thể thao, gym, yoga. Được hoạt động tối đa 50% công suất và tối đa 10 người tại cùng một thời điểm. 7. Hoạt động của văn phòng đại diện và chi nhánh thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. 8. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, logistics, dịch vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thẩm định giá, kiểm toán, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, điểm thu, đổi ngoại tệ, thư phát lại, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, tư vấn pháp luật và các hoạt động tư vấn khác hỗ trợ doanh nghiệp, giám định tư pháp, quản lý thanh lý tài sản, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký biến động đất đai, chứng khoán, dịch vụ cầm đồ. 9. Các hoạt động xúc tiến thương mại bao gồm hội chợ, triển lãm, hội nghị, sự kiện kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm. Trong nhà, tập trung tối đa 10 người. Trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 60 người. Ngoài trời, tập trung tối đa 15 người. Trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 90 người.